bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Hôm bữa giờ các bạn, để mình lên xe cái ha. Hôm bữa giờ thì nghe một số thông tin về dòng xe Quay Alpha 2024 vừa được ra mắt, thì thấy có nhiều ý kiến trái chiều, ngược chiều nọ kiểu. Một số bạn thì nói là Quay Alpha hàng tồn kho xong rồi kiểu như là người sẽ tăng thay đổi bộ tem thì nó sẽ thành một phiên bản mới năm 2024. Có nhiều người nói mới mua năm 2023, hôm nay mới là tháng 7 mà đã ra được phiên bản 2024 rồi. Đấy thì thấy cũng có nhiều ý kiến quá ha. Thì mình chia sẻ cho bạn một tí xíu nè. Thì Quay Alpha 2024 phiên bản vừa mới được ra mắt á, là nó thay đổi bộ tem mới. Như các bạn biết rồi, năm nào cũng vậy, toàn là thay đổi bộ tem mới thôi. Rồi động cơ thì nó vẫn y như vậy, không khác gì hả, động cơ thì y như vậy ha. Đấy rồi còn cái mà tiêu hao nhiên liệu á, nó từ 1,9 lít nó sẽ thay đổi thành là 1,72 lít. Tại sao lại như vậy? Đấy, đó là nó tiết kiệm nhiên liệu ngang ngửa với những chiếc xe mà có cái gọi là PGFI, giống như là quay relief thì nọ. Thì đó là một điều tốt, cũng là một sự thay đổi của dòng xe Honda. Có thể là Honda người ta đã tinh chỉnh lại cái vấn đề gọi là mức tiêu hao nhiên liệu động cơ, cho nó giúp chiếc xe bạn nó bền bỉ hơn, nó bớt tiêu hao nhiên liệu hơn. Đấy rồi, vậy động cơ thay đổi không? Động cơ không hề thay đổi gì hết, vẫn dung tích là 109cc, gần là 110 đi ha. Rồi phụ tùng phụ kiện dễ thay thế, vẫn bảo trì 3 năm 30.000 km đàng hoàng bình thường. Nói chung là mọi thông tin mà Quay Alpha 2024 á, mình biết là tất cả các bạn đang có một cái định hướng là muốn một chiếc xe nó phải có như là phiên bản bánh mâm thắng đĩa rồi bánh căm thắng đĩa này nọ đấy, đúng không? Đấy, thêm những phiên bản đó thì tất nhiên là hãng nó sẽ không ra những phiên bản đó, bởi vì nó sẽ cạnh tranh với những cái phiên bản xe khác như là Quay Relief này nọ kiểu. Thì Honda chỉ dừng lại ở phiên bản là bánh căm thắng đùm mà thôi, bánh căm thắng đùm. Đấy rồi, vậy thì nhiều bạn hỏi mình á là có lên được đùm đĩa mâm cho chiếc Quay Alpha không. Thì hiện tại bên cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dường Phát bên mình có những phiên bản đó rất nhiều cho các bạn luôn, và mình thấy hầu như là cái cửa hàng bên cửa hàng mình á là một cái cửa hàng là nhiều phiên bản mâm đĩa cho các bạn lựa chọn nhiều nhất. Đấy, còn chi tiết những cái món đồ đó nó là bao nhiêu, chi phí như thế nào á, thì các bạn có thể liên hệ ngay số điện thoại 0785888030 để được tư vấn trực tiếp về những cái đồ chơi đó. Tại vì nó có nhiều loại lắm các bạn, nhiều loại, nhiều màu sắc, nhiều phiên bản, là mâm ba đao, mâm 5 cây này nọ các kiểu. Nên là các bạn cứ lựa chọn rồi liên hệ với số điện thoại đó. Và đặc biệt khi mà các bạn liên hệ với số điện thoại đó, các bạn nói là xem kênh Cua Vlog 61, hoặc là trước khi đi mua xe các bạn cứ alo số điện thoại đó, thì các bạn sẽ được giảm giá nha. Tùy vào xe, thí dụ có xe thì được giảm giá 1 triệu, xe nào mà rẻ rẻ thì mình giảm giá 500 này nọ kiểu. Đấy, nên là các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại đó. Rồi, thứ hai, cái giá bán thì như thế nào? Thì năm 2023 Quay Alpha thì nó thêm được một phiên bản mới các bạn, đó là phiên bản mà màu đen nhám. Đấy, thì nó thêm một cái màu đen nhám thôi. Ui giời, cái đen nhám đó thì mình đi ra đường mình thể quát được này nọ kiểu. Đấy, chứ đâu cần phải mà bỏ thêm vài triệu để mình có thể lên màu sơn nhám đó, đúng không? Hoặc là các bạn có thể lên cửa hàng mình bỏ thêm một vài triệu đó, các bạn lên những cái màu độc lạ này nọ kiểu, cũng hợp lý hơn là cái màu đen nhám đó. Đó không phải là một phiên bản, thì chỉ gọi là thêm một cái màu sơn để thêm phiên bản, thêm giá tiền lại nhiều. Hiện tại thì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản mà đặc biệt đó và một phiên bản tiêu chuẩn. Thì màu đỏ, màu trắng, màu xanh dương này nọ kiểu thì hiện tại giá trên thị trường bây giờ á, bên cửa hàng Thịnh Dưỡng Phát bên mình á, có mức giá là 18,5 triệu, ngang bằng với giá ở ngoài Bắc luôn nha các bạn, ngang bằng với giá ngoài Bắc luôn. Rồi còn cái chiếc mà phiên bản mà màu đen nhám đó thì hiện tại đang có mức giá là 20 triệu các bạn, 20 triệu. Đấy thì các bạn có thể thấy được là giá của mình nó quá mềm rồi, nó quá mềm. Còn các bạn muốn lên màu sơn độ nè, mâm đĩa này nọ các kiểu thì các bạn cứ alo cho mình, mình sẽ tư vấn các bạn những cái đó, đồ chơi đó. Rồi các bạn hỏi là Quay Alpha bên mình thì có lên đèn led được hay không? Lên đèn led 2 tầng cho các bạn được luôn. Mình sẽ thay cái chó đèn nha các bạn, nên là cái chi phí nó sẽ cao hơn, chứ không phải mình thay cái bóng đèn, mình thay cái chó đèn luôn. Thì khi mà các bạn không sử dụng nữa, các bạn có thể gỡ cái chó này nọ kiểu, nó bằng cái chắc cắm, nó rất là dễ dàng. Đấy, đó là chi phí nó sẽ hơi cao. Và đèn led là đèn led 2 tầng, đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy rồi, nói chung Quay Alpha 2024 nó có những gì? Như những năm trước thôi, thay đổi bộ tem,
là thêm phiên bản, là thêm màu sắc mới. À, riêng mình thì thấy cái tem màu vàng đồng 2022 là đẹp nhất hồi đó rồi. Đấy, còn tem đợt này thì mình thấy nó cũng chưa có gì là đặc sắc. À, thứ hai là thay đổi một cái ngoạn mục hơn tí xíu là mức tiêu hao nhiên liệu từ 1,9 xuống còn 1,72 lít. Đấy, thì giúp cho mức tiêu hao nhiên liệu của bạn tiết kiệm hơn nhiều. Thì cái đó là do nhà sản xuất đưa ra thông số thôi. Còn vấn đề mình chạy xe như thế nào nè, môi trường chạy xe, cách của mỗi người chạy xe thì nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau, nên là cái này phụ thuộc vào mỗi người chạy nữa ha. Đấy. Rồi thì khi nào thì chiếc Wanfa đó nó sẽ được ra mắt? Thì nó khoảng tầm là đầu tháng 8, khoảng tầm 1 tháng 8 thì sẽ được cho Hyundai ra mắt. Nên là các bạn nào mà muốn mua xe thì về đại lý chứ không phải là vài ngày sau đó. Đấy, thì các bạn có thể đợi mua phiên bản đó, hoặc là mình mua phiên bản cũ cũng được. Nói chung là nó cũng bằng giá nhau thôi chứ nó không có chênh lệch nhau nhiều đâu. Đấy. Rồi thì nói chung đó là một số cập nhật của mình về dòng xe Honda Way Alpha 2024 ha. Bạn nào mà quan tâm hay là thấy Way Alpha đó như thế nào và muốn biết được là xe lên mâm đĩa độ như là bao nhiêu tiền nọ, kiểu bảo hành ra sao, thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở dưới bên góc màn hình. Nhớ tới cửa hàng thì liên hệ với mình trước, để chi? Để được nhận cái phiếu giảm giá, chứ không thôi nha là đi trực tiếp tới cửa hàng luôn là không có nhận được phiếu giảm giá nào hết nha. Đấy, phải liên hệ qua số điện thoại của mình mới chốt được các bạn đi đến mua xe. Ok ha. Rồi, xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.